Vậy là tất nhiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên em một clip gồm 11 con máy câu nha anh em. Lâu lắm rồi cũng chưa bán máy câu. 11 máy câu này có xây từ xây 10.000 đến xây 2.000. Có những ba con dưới đây là ba con hàng cho anh em đánh bầu lực. Hàng trên, hàng tầm trung, hàng trên đó là hàng chi cho anh em lua ghe nha. Rồi em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi anh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đem vô con thứ nhất cho mình tham khảo. Con thứ nhất là một con Shimano đua chuột cái nè, Shimano. Con này thì toàn thân là carbon. Bên sống, ngoại hình thì còn rất là xuất sắc nha anh em. Anh em có thấy. Con này chạy 3 mặt đạn. Xe tương đương với xe 7.000 nha anh em. Xe tương đương với xe 7.000, cước 7 với được 160 m, cước 6 được 210 m, cước 5 thì được 260 m. Tay quay gỗ, tay gặp là bình thường. Hoạt động thì im mượt rồi, khỏi bàn. Hàng Shimano có Japan nha anh em. Toàn thân carbon. Con này thì nó nặng 480 g nha anh em. 480 g. Dòng này về kéo châu bò luôn. Đánh biển vô tư, đánh trà vô tư. Máy còn rất mới nha anh em. Lấy cước ok. Con lăn thì em bán hàng này thì em đảm bảo anh em là con lăn này quảng lăn nha. Con lăn này bằng đá luôn. Hạn chế ăn mòn. Rồi giá công khai của con thứ nhất. Rồi giá công khai của con thứ nhất, giá công khai là 900 k nha. Đó. Còn rất là mới nha. Hoạt động trơn tru. Trơn tru không lỗi nha mẹ. Rồi giá công khai là 900 k nha mọi người. Xây 7.000. Tiếp theo sẽ là máy số 2. Máy số 2 vẫn là một con máy Shimano đua chuột. Đây. Vẫn là con máy Shimano đua chuột nha anh em. Ngoại hình thì ok hết. Con này vẫn là toàn thân carbon. Mô bên vẫn là mô bên sống nha mọi người. Nó được cái hỗ trợ xả cực nhanh đây nè. Đó. GT nha anh em. Thì con này nó có xây gơ vào tầm khoảng 8.000 nha anh em, 8.000. Cước 8 được 180 m, cước 6 được 230 m, cước 10 được 145 m. Xe tương đương 8.000. Shimano. Con này thì lăn cước vẫn là lăn bằng đá nha anh em, lăn bằng đá. Hạn chế ăn mòn. Máy in xe ben nha. Ngoại hình thì lung linh, còn rất là ok. Nói chung mà không chạy xước, đưa chuột, có hỗ trợ xả cực nhanh nha. Đó. Hoạt động thì chân chu, mấy con này hoạt động khỏi bàn. Ở bên sóng, lấy cước thì ok. Quay im mượt nha mọi người. Đó. Con nào sao thì em sẽ nói vậy thôi. Con này thì nó sẽ nặng 480 g nha mọi người. Con này nặng 480 g, bằng với con số 1 luôn. Rồi giá công khai, giá công khai bằng nhau là 900 k. Mấy con này về anh em đánh biển nè, đánh tra nè, đánh thoải mái luôn. Đó. Anh em có thể thấy câu lục cũng được. Rồi tiếp theo sẽ là con số 3. Con số 3 là một con máy kim loại. Con này chuyên cho anh em săn hàng, đánh bái, đánh bạo lực. Con này là một con Daiwa anh em, Daiwa nội địa. RG2. Thì ngoại hình thì còn rất là ok. Đó. Đây nó xước cái này tí. Tay quay thì còn sáng sủa. Daiwa nha mọi người, Daiwa. Tay quay thì vẫn chip lại bình thường. Đó. Tất cả chức năng hoạt động bình thường hết. Hàng nội địa nha mọi người. Con này đã qua nội địa. Còn rất là đẹp nha anh em. Cối thì cối còn rất là sáng bóng luôn. Cối rất là sáng nha mọi người. Đuôi chuột nha. Con này thì cảo săn hàng bao phê, bao cảo luôn. Anh em săn hàng đánh con này.
Con này có size G tầm khoảng 10 ngàn anh em, 10 ngàn. Cước số 10 được 190 m, cước số 8 được 240 m, cước số 7 được 290 m. Đó, size 10 ngàn mọi người. Đó. Và chọn rồi, khỏi chơi. Nó ngược nè, đó, im mượt nha mọi người. Con này thì hỗ trợ cái cốt rất là khổng lồ luôn. Nó đưa chuột mà cốt nó đây, đó. Cốt nó hết hồn cái cốt. Và trọng khỏi bàn. Con này thì nó sẽ nặng 730 g nha mọi người. Con này nặng 730 g. Đó, đưa chuột. Và trọng ok, con lăn lăn bình thường nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con này là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu cộng ship. Con máy số 3, 1,3 triệu cộng ship. Đó. Cái này là hỗ trợ cái pháo mô binh chết nha mọi người. Rồi, máy số 3 là 1,3 triệu cộng ship nha. Và cộng chân châu. Tiếp theo sẽ là con máy số 4. Đó. Đi qua mấy con máy này sẽ đi nhanh và tí. Con máy số 4 là một con Daiwa, Daiwa China xuất Nhật nha mọi người. Thì ngoại hình còn khá ok. Dây ở đây là dây PE, đó, anh em mua máy thì được khuyến mãi luôn cùng dây này. Đó, một bên sóng. Dặn côn ok. Máy cước ok. Hoạt động ok, im mượt nha. Đó. Hoạt động ok, im mượt. Con này thích hợp cho nên về lua. Câu tôm, câu cá trắng, câu cá tra cũng được, ok. Ở bên sóng, nó có ok. Con này thì có xe tương đương với xe 3.000 nha anh em. Đó, xe tương đương với 3.000. Con này nặng là 280 g. Giá công khai là 350 k nha mọi người. Đó. Con số 4, 350 k. Hoạt động ok nha. Tiếp theo sẽ là con số 5. Con số 5 là một con Daiwa Emblem. Đó, Daiwa em 2500. Con này có xây tương đương với 3500 anh em, 3500 của Shimano. Con 3000, xe 3000, 3500 Shimano. Cước 3 được 150 m, cước 4 được 100 m. Đó. Ngoại hình con này thì ok, nhìn cũng khá ok, hàng xe ben nha. Hàng nội địa. Đây nó vẫn có xước sát nha anh em. Đó. Được cái thì anh em mua máy này thì cũng được tặng dây bia theo nồi luôn. Đây, đó, con này có dây bia theo nồi nha. Hoạt động thì ok. Đó. Đây, anh em thấy hoạt động đây. Đó, hoạt động đó. Cái nồi nó hơi gơ nhẹ nha nè. Nó nhẹ thôi. Đó, vì cái máy anh em người ta sử dụng rồi. Đó, máy gơ nhẹ thì nó gơ nhẹ. Tất cả ok hết nha nè. Quay ngược ok nè. Quay ngay trong trống luôn. Khỏi bàn. Ở bên sóng nha mọi người. Đây cứ ok. Phá ok. Đó. Cửa máy sao thì em báo vậy. Rồi giá công khai con số 5. Giá là 450 k nha mọi người. Đó. Giá cộng ship nha. Tiếp theo sẽ là con số 6. Con số 6 là một con Acos Anot. Con Anot này, con Anot 2000 nha mọi người. Con Anot 2000. Hàng này hàng của Malaysia. Đó, Malaysia xuất thị trường Nhật thôi. Đó. Hoạt động thì em mượt coi. Nó con này thích hợp cho anh em lua, lua chẽm, lua lóc, lua mực. Đó, lua suối cũng được. Con này thì nó nặng chỉ 250 g thôi anh em. Đó, rất là nhẹ nha anh em. Đây. Ngoại hình thì máy được sử dụng qua thì nó còn chạy sức ít nè, đó. Chạy đây. Chạy ít nè, đó, vòng vòng khúc này, đó, phần cối thì ok anh em. Còn sáng bóng cho anh em nha. Con lăn thì đảm bảo quẳng lăn, đó, không chạy chỗ gì. Thì hoạt động thì khỏi bàn, đó, hoạt động đây. Máy này có hỗ trợ ABS nha anh em. Đây, thắng là dính, thắng là dính. Đó. Tay quay liền nha anh em, đó. Trả ngược ra đây. Đó. Ok, im mượt nha. Con này xây 2000 thì cước 2 được 150 m. Đó. Cước 2.5 được 125 m, cước 3 được 100 m nha mọi người. Cước 3 được 100 m.
Con này đời để em xem đời bao nhiêu. Đời 2013 nha mọi người. Con này đời 2013, hoạt động ok. Đó, sáng bóng. Rồi, giá công khai con số 6 nào. Giá là 900k nha mọi người. Con số 6 giá 900k. Tiếp theo sẽ là con số 7. Con số 7 là một con máy hàng thương hiệu của Biomaster nha mọi người. Biomaster 2500. Đó. Con Biomaster 2500 thì sức cước số 2 được 170m, cước 2.5 được 150m, cước số 3 được 120m. Máy này thì hoạt động ok. Đó, không lỗi không lắc gì chân nha. Đó. Hoạt động như ông trống luôn. Con này thì máy Mercedes nha mọi người. Hàng Mercedes. Tội cái là nó bị xước xát nhiều thôi, nó chóc sơn nhiều. Đó. Hàng cái ABS thắng là dính. Con lăn thì ok nha mọi người. Lăn nha. Đó, đảm bảo luôn. Hoạt động thì khỏi chê. Đó. Không lắc nha. Trả ngược lại nè, đó. Trả tới nè, đó. Anh em đi lua lóc nè, lua chẻm nè, đánh biển thì lấy con này đánh rất là ok. Câu cá trắng, cá mè, câu tôm. Đó, đánh đi xô. Đấy có ok nha mọi người. Con này nó sẽ nặng 280g nha mọi người, 280g. Con này có dây BA đi theo máy luôn. Đó. Rồi, giá công khai con số 7 là 700k nha mọi người. Con này hình như là đời 5900, đời 97 nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Con máy số 8 sẽ là một con Biomaster C3000, hàng đua chuột nha mọi người. Thì vẫn có xuất sắc thôi. Đó. Hàng này hàng xe ben nha anh em, nội địa Nhật nha. Đó. Đây anh em, vẫn có xuất sắc. Mấy con này thì thích hợp cho anh em câu lua, câu chép, câu lăn xe, đánh cha, đánh ok luôn, vô tư luôn. Đó, C3000. C3000 này thì cước 3 sẽ vô được 150m, cước 4 được 100m, cước 2 vô được 220m nha anh em. Đó. Tính lăn xe cũng rất là ok nha anh em, êm mượt nha, hoạt động như trong trống đây. Đó. Có hỗ trợ ABS, đua chuột xả cước nhanh nha anh em. Đó, hỗ trợ xả cước nhanh luôn. Cứng nè. Nó cước ok. Tay quay cán gỗ, ngoại hình còn khá là ok nha anh em. Đó. Con này nó nặng vào tầm khoảng, con này nặng 350g nha mọi người. Hoạt động thì khỏi bàn. Đó. Đưa chuột thì sẽ thấu nút bấm. Con này đời 5000, đời 97 nha mọi người, đời 97. Đó, những con máy thế này thì đánh vô tư. Rồi, giá công khai con số 8, giá công khai là 8. Giá công khai con số 8, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Đó, con số 8 giá 1 triệu, hoạt động khỏi bàn. Tiếp theo sẽ là con số 9, một con máy đời cao. Con này cực kỳ kỹ xảo nha anh em. Im mực khỏi bàn. Đó. Em soi kỹ cho anh em xem chậm chậm thôi. Đó, nó xước cho này tí thôi. Tất cả phần còn lại ok hết. Dạng đời cao, đua chuột Biomaster 2500. Rất là đẹp nha anh em. Không xước gì nhiều hết. Con này 2500, cước 2.5 như được 150m, cước 3 được 120m anh em. Đó. Đấy, cước ok. Con lăn cực kỳ ok nha anh em. Con này ngoại hình theo đánh giá là tầm khoảng 95% nha anh em. Đó, rất là mới luôn. Tiếng cồn nó kêu rất là đã nha anh em. Hậu trà sức nhanh nè. Gặt qua đây. Đó. Gặt nhẹ lại. Rồi, cứng luôn. Đó. Anh em muốn điều chỉnh đôi chuột này, điều chỉnh đôi chuột này anh em. Đó. Con này thì xây 2500, hàng của Malaysia xuất Nhật cho anh em. Để em lấy nét rồi. Đó, Malaysia xuất Nhật nha. Con này thì sẽ đời là đời 2009 nha anh em, đời rất là cao luôn, 2009. Để cước ok nè, đó. Hoạt động nè. Đó. Không còn gì phải mượt nữa. Anh em đi câu chê, câu lóc, câu cá cha nè, câu cháp, câu hành, hốt mấy con này về đánh vô tư.
rất là mượt nha mọi người. Đó, tiếng côn nó nghe cũng rất là ok luôn, có lỗ châm dầu nè, xả cực nhanh. Xử lý những pha khó thì anh em cần phải có xả cực nhanh anh em. Đó, im mượt nha, máy cái ABS đầy đủ nha anh em. Đó, phá là dính, phá là dính. Đó, hoạt động khỏi vàng. Quay ngược lại đây. Rồi, giá công khai con số 9 nha mọi người. Giá công khai con số 9 là 1,5 triệu nha, rất là đẹp nha mọi người. Con số 9 này nó sẽ nặng là 260g nha anh em. Đó, số 9 nặng 260g. Tiếp theo sẽ là hai con cuối cùng. Đó. Hai con cuối cùng là con này con số 10. Đó. Một con Shimano Utriga. Đó. Con này C2000 nha anh em, C2000 nha anh em. Hoạt động êm mượt. Vì nó có chữ C thì nó sẽ làm cái body nhỏ lại. Đây. Nó cỡ chưa bằng 3 ngón tay của em nữa. Rất là nhỏ nha anh em. Đó, nhỏ gọn. Thì thông số thì nó vẫn là xây của 2000 thôi. Đó, cước 2 được 120 m, cước 2.5 được 105 m. Đó. Hoạt động ok, êm mượt, không lỗi, không lắc gì hết. Ngoại hình này cực kỳ ok nha anh em. Utriga. Rất là nhỏ gọn, chia anh em đi câu nha, lóc, chẽm nè. Đó. Câu mực, đó, lua mực cũng ok. Để nó xước đây tí. Con này là con Utriga hàng của Malaysia xuất Nhật nha anh em. Đó. Một bên sóng. Đấy, cước ok. Cái đầu găng cước đây. Đó. Còn rất là mới nha mọi người. Anh em ơn có thể báo em chụp hình tặng cảnh cho coi. Hoạt động ok, êm mượt. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Con này thì nó sẽ nặng, con này nặng chỉ 200g thôi anh em, 200g. Để em xem con này đời bao nhiêu. Hình như con này đời 2009 hay vậy. Con đời 2006. Con này đời 2008 nha anh em. Đó, và cậu em mượt đây. Rồi, giá công khai con số 10, giá là 2 triệu nha anh em. Đó, 2 triệu máy số 10. Anh em đánh tới mùa cá lăng, đánh con này đánh cá lăng cũng ok, rất là êm nha. Đó, đời rất là cao. Tiếp theo sẽ là con cuối cùng. Đó. Một con hàng dữ đây. Con này là con Shimano Lachisa gì đó. Đó, BBS nha anh em. 4.000, con này xe chuẩn 4.000 luôn. Mua bên sóng nha mọi người, tay thắng mua bên sóng, hỗ trợ cò luôn. Con này là chia cho anh em đánh ISO, đánh lăn xe. Đó. Cước 4 đến 150 m, cước 5 được 110 m. Đây, mua bên sóng nha mọi người, tay thắng mua bên sóng, hàng Shimano nội địa nha anh em. Đó. Lagisa. Đó. Thì dòng này thì hoạt động êm mượt, không phải bàn gì hết. Quay ngược đây. Đó, thắng đây nè, đó, quay ngược nè, thắng nè. Phá thắng nè, đó, quay ngược không được nè, đó. Nấu trợ thắng trên tay luôn nha anh em. Đó, anh em đánh biển, đánh ISO, đánh chiên về ISO thì anh em sẽ biết mấy con này. Hỗ trợ châm dầu đầy đủ. Đó. Nó có xước nhẹ đây nha anh em. Đó. Đánh lăn xe, đánh chép thì lấy con này đánh rất là phê nha anh em. Áo mưa lên cho anh em xem. Cốt nó rất là to nha anh em. Đó, cốt ở đây. Đó, con này đời 2006 nha anh em. Con này đời 2006, sử dụng cốt bấm, cốt to. Đó, quay êm mượt nha anh em. Em muốn nhanh bấm cái lấy gà nó, thấy không? Quay nè, em mượt không rung lắc nha. Rồi, giá công khai con số 11. Giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cộng ship. Đó.
đó là tổng cộng 11 con máy cho anh em lên hôm nay. Nếu anh em ưng con nào có thể để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em có thể báo em sẽ chụp hình tặng cảnh cho anh em xem. Nhiều lúc lên clip thì nó sẽ không bắt nét đúng chỗ anh em cần đó.